Hello, xin chào tất cả các quý khán giả đang theo dõi chương trình của Tô Lê Phong Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay mình cùng với bạn Marcelino sẽ đi làm tiếp công việc của ngày hôm qua. Đây, ba cái đây. Hiện tại là mình bây giờ xuống buổi chiều nhé. Buổi sáng thì mình đã giao việc cho bác ấy làm từ sáng rồi. Là bác ấy làm với tốc độ kinh khủng luôn. Sáng nay bác phạt rất là nhiều cỏ. Mình ra đây là hôm nay là mình đây là chỗ này là gần nhà nhà bác Marcelino. Còn là mình sẽ đi ra trước. Đây là đường đi ra. À, chỗ này đang phơi lạc các bạn nhé. Đây là chỗ này phơi lạc. Thì là mình sẽ gieo rau giống ở đây. Toàn bộ địa điểm này đấy, trẻ con lại cũng thích theo ra đây. Hôm nay mình sẽ gieo 3 loại rau. Ở chỗ này nó có nước thì là mình sẽ gieo hành, cà chua và hạt rau cải. Mình sẽ gieo rau giống ở đây xong rồi sau này mình sẽ đánh ra mình trồng. Hiện tại là cỏ thì chưa khô, chắc là chỉ 1 tuần là khô là mình đốt được thôi. Thì là trong cái thời gian này chờ đợi thì mình sẽ xuống giống rau. Chỗ này là sáng nay là bác Marcelino đã dọn sạch cỏ đây nhé. Hôm qua là có 5 người nhưng hôm nay mình một mình bác cái làm thôi. Bác làm có tốc độ luôn. Chắc là làm từ sớm, chắc nghỉ. Mình bảo khoảng tầm chiều mình vào. Đi mãi không hết đất luôn. Rất rộng luôn. Chỉ cần hai bên này, cứ mỗi bên mình chỉ cần lấy 2 luống thôi, không cần nhiều. Còn thích trồng nữa thì lên trên kia nữa, còn nhiều lắm. Ẩm, đất đây ẩm. Mà đất đây cái lá cây mục rất là nhiều. Đất tốt như nhà bên bạn Maria. Sáng nay phạt xong cái là cỏ đã héo rồi. Hôm qua mọi người đã biết bên kia là nó cỏ rất là tốt nhưng hôm nay là đã phạt hết rồi. Nhưng mà mình sẽ không trồng lên mãi trên cao đấy, tại vì nó sẽ quá sát đường. Nên mình không trồng, mình trồng dịch xuống dưới thôi. Bonito. Tá bonito. Aqui planta já tudo. Tudo aqui. Aumentar lá do i. Tudo. Lá do i dessa Ali já milho. não é muito legal. Ali já não é mais. Có. Đất tốt. Không trồng thì quá phí. Vamos subir, subir. Cuidado. Pau matapé. Hôm nay là buổi chiều, hôm nay là những nhát cúc đầu tiên ở nhà bác Marcelino. Hôm nay là buổi đầu tiên là mình xuống giống. Đây là các con của bác ấy. Là sáng nay đi học là chiều và là thấy bố làm là háo hức là ra là cũng cũng cầm dao chặt như thật đi. Chỗ này là mình sẽ để thành 2 luống nhé. Chỗ này là mình sẽ gieo 2 luống để gieo 1 luống để gieo hành. Trước gieo hành bên nhà Antonio là không thành công là lý do thời tiết nó không mưa.
Còn khi mình sang đây rồi thì chỗ này nó có nước thì mình sẽ chỗ này là mình sẽ làm thí điểm hành xem có được không. Mình trồng hành chỗ này nó giáp nhà nữa, còn trông được. Đây là có bốn đứa thôi, có bốn đứa trẻ con ở đây thôi. Một đứa lớn nhất hôm qua máu đẹp nhất ấy là đang đi học vào buổi chiều. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn với bác cách gieo hạt. Capi nhung po de quạt đa y tu đủ. Tá bom. Sim. Essa aqui não fazer malha, aqui pode ficar esse aqui. Essa aqui depois vamos não. Chamar ali. Fecha tudo que com que dono casa aí. Ah, não, não faz malha. Aqui ainda não arrancaram a zinguba. Zinguba, fecha no tá bom. Ainda tem. Sim. Aqui depois vai ficar limpo. Ok. Não vai ter rato que vai vir aqui do ar pobre. Ok. Tá bom. Vai assim, né? Direito assim. Já falaram 1,5 metros de uma catero. Mình đang bảo bác sẽ làm thành hai luống, chỉ làm hai luống mình gieo thí điểm thôi. Đây bác ấy cũng có đầy đủ hết dụng cụ, không phải mua. Assim, ok. Ok. É assim pequeno. Assim pequeno? Sim. Dois. Vai, assim 2 metros. Não, meio. Ah, meio? Sim, ok. Assim só. É, tưởng bác ấy chia thành hai luống luôn, nhưng không phải, đây bác chia một luống như thế được rồi. Có tôm ai uma aí. Đây là tí vun lên nó bé là vừa. Luống mình làm luống này để khi mình đi vào chăm bón nó dễ thôi. Chứ lên luống thì nó không giải quyết vấn đề gì cả. Đây nó không như ở quê mình. Ở quê mình là mưa nhiều. Ở đây nó không có mưa. Mình làm này chỉ là tác dụng đi vào để chăm bón nhổ cỏ cho nó dễ thôi. Nô về. Nô về mùi tù. Vai ajuda pai trabalho. Agora, cavar. Sim, cavar. Aqui, até aqui, começa daqui. Vai lá embaixo aqui. Direito assim. Sim. É no banga, mano. É. Para aí. Cavar tipo que você engol. Para aí só. Aqui só. Sim. Đất các bạn nhìn. Sướng, đất tơi. Đất hôm qua được có trận mưa hơi nhỏ nhỏ thôi. À, tốt luôn. Ê, bông bonito. Rất đẹp, đất rất là đẹp luôn. Mình rất thích đất ở bên này. Ôi sen xa kìa. Pai bà tê. Đứng xa xa, trẻ con đứng xa, bố cuốc cái cuốc vào đầu con là xong. Đây là những chàng trai thực đích thực của châu Phi. Đấy. Đang cúp đất để trồng rau. Còn bên này là các bạn hàng xóm. Thấy tô ly phong ở đây thì các bạn ấy xuống đấy xem.
bây giờ mình cuốc đất này là công việc rất vất vả nên là phải phụ thuộc vào đàn ông. Còn phụ nữ thì sau này mình gieo lên rồi thì là các bạn ấy sẽ giúp mình trồng. Trồng trọt thì các bạn ở bên này là bên phụ nữ là sẽ trồng, còn hiện tại là gieo hạt giống cuốc này là toàn công việc lặng nên là đàn ông làm. Còn chuyển sang bên này là bác gái đang làm, đang đi nhổ lạc. Bác ở xóm nhà Maliza. Thôi không hỏi tên của bác cái khó nhớ lắm. Thì bác ở xóm nhà Lisa. Đấy, thì chỗ đất, chủ đất này cũng là xóm của nhà Lisa nhé. Mà mình đang mượn này. Mình đang mượn để trồng rau này. Bác đã đồng ý cho trồng. Còn đằng sau này là toàn bộ của nhà bác ấy, rất là rộng. Mỗi thứ là bác ấy sẽ làm mà chưa thì chưa biết chỗ nào mình sẽ bảo ngay cách lên luống thế. Nên luống để sau này nó có rãnh mình đi vào dễ. Dù là nó là chỉ là mình gieo hạt giống thôi nhưng mà phải làm cho nó tốt. Đội trẻ con này cũng nghịch, chỉ thích làm đất thôi. Ở đây có dòng nước này thì làm rất là nhiều thứ. Ở đây là cũng có cá lẹp, là cá con ấy, cá to thì không có, cá rô phi không có, nó chỉ ngược lên cá lẹp nó sống, cá lại cá thần bông. Ok. Mày rất yêu đời nhá. Muy tu bông bonita.
Bạn ấy rất là chịu khó, thấy bố làm là cũng làm theo đấy. Rũ cỏ như thật đấy, rũ cỏ giỏi ấy chứ. No he. Các bạn toàn cười đây. Mình quay trộm, quay khi bạn làm nên mình không dám nói gì cả. Còn ở kia là bác chủ đất nhé, chủ đất ở đây các bạn nhé. Đấy, bác hôm nay mới xuất hiện. Thì là bác ấy cũng có tuổi rồi, nên là cũng không thích nói nhiều, mà cũng không gì cả, không thích nói nhiều, không thích nói dài dòng. Bên kia là bác gái, đây là cả nhà, là hôm nay phơi lạc, đây là của bác, của bố, mình của ông. Mua xe dù đã pokinho à? Azu đây không? Azu đây không? Ba cái cho mình. Nó nó kêu luôn. Mai quạt đa đẹp vui vấn đề. Đẹp vui vấn đề. Bác chủ đất ở đây ạ. Nên là bác ấy rất thích quý mình nhá. Vừa định cho mình một giỏ lạc mình không lấy. Mình không có gì cho bác thì thôi bác ấy cho mình. Mình chỗ này là cũng gần xong rồi, một lát nữa là mình bắt đầu là cho vào gieo hạt. Chỗ này mình tạm thời ngày hôm nay làm 4 luống. Ba loại và làm 4 luống. Luống trên kia vẫn chưa làm xong, mới được hai luống này thôi. Đa ba kể. À khi canh. Mình bắt đầu hướng dẫn bạn đi gieo nhé. Gieo hạt giống. Có thể phích ca kia, xem ta kia. Cebola ovimay đúng không? Đôi canta, cantero. Cebola con ali. Mình sẽ gieo hành đầu tiên. Mình sẽ gieo ở đây.
gieo một luống một góc để làm cây giống. Mẹ tê tê khá xinh đẹp bố em đi cả. Nó mua tù xây của sao. Ở kia là xe bô lá. Chà bồ. Và bán tá kia. Là đủ kỳ bông, là đủ kỳ nó mua tù sâu. Chỉ gieo một ít thôi. Cái này mình sẽ gieo một ít thôi. Gieo nó thưa thưa xong này còn tỉa được. Tại vì ở bên này đất nó ẩm, nó có nước nên vẫn có khả năng là tưới được. Hành xong rồi. Ra kia. Ra para kia. Aqui festa terra sem depois ni sao bang. No mu tu seca. Aqui guarda bang. Guarda bang água. Água de fica. Cái này mình phải lấp kín ý, tại vì tí nữa các bạn ấy tưới là sẽ bị lỗi hạt mất. Lấp không quá nhiều. Tại vì là mình làm này quen tay mình làm chứ không để các bạn làm. Toàn bộ hành đã được lấp kín rồi. Bây giờ là sẽ làm cà chua. Bây giờ là đi gieo cà chua. Aki Prantana đuôi á. Xin xôi mùi tù. Aki là cái này nó là cái gì nhỉ? Tomati. Tomati aki á. È molto tomate, amici. Mi piace che non si cante un compito. No, da poi tira. Ah. Vai senso da poi tira. Cabo. Mình gieo cũng rất là thưa. Tira la terra in prato. Mình rắc quen tay rồi. Rắc nó dày quá, sau này ấy lắm. Sau này mình bé phát là mình phải đánh đi để trồng luôn chứ không. À rồi, phép sát tê khá. Quả tê rồi, sì. Com tê. Wow, nhiều quá. Cái này mình phải gieo thêm phần trên nữa rồi. Nhìn như này thôi chứ. Sau đó lên.
se grita. Esse é um desses bateu que me vou aleijar. Eu tô falando com esse cão. Mình giao cho nó vào hết một luống này đi. Luống cà tô à. Thì tôi mất cái vô mắc đồ nên là Luca mãi. Sao là mình trồng nhiều mà. Còn bây giờ mình đi gieo ấy tiếp. Cái này thì chắc chắn là phải trộn đất rồi. Cái này phải làm thêm hai luống nữa thì mới đủ được. Phải busca quá. À, kìa. À, quá kìa. Tomate. Essa é a máquina que está filmando. Mình làm này, cái này phải làm ấy, cái này phải gieo thưa này. Đây rồi. Có. Ồ, bao đi cái đàn đứa. Cái này là cà rốt. Mình trồng thí nghiệm một cái cà rốt đây nhé. Nhưng mà chỗ này là khả năng hơi cao. Mình tạm thời mình gieo một ít này thôi. Còn đâu là mình sẽ làm luống ở dưới kia thấp hơn. Ngày mai mình sẽ gieo, còn hôm nay là chưa xong. Ê, giờ mình đã gieo xong rồi. Đây sao kìa. Để cho bạn ấy thử tưới xem bạn tưới được không. Còn kia vẫn còn một ít nữa. Ô, xem sao. Ok, ra phép xa bông. Ai in đã. Ê, mi. Lá no bê. Xa bay. Này xin nhé. À, mới đầu tiên thì mình chưa ấy. Cái này mình sang nhà bạn Maria và mình sẽ mượn. Okay, đây. Là mình gieo xong rồi, gieo giống là từ lấy ra là xong rồi. Còn chỗ này mình cất đi để mai, à, ngày mai. Okay. 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 Morte. Fica aqui, você vê bom. Tá bom. Mas aqui, coma água aqui, você. Tá bom. Através da água é só já tirar do rio. Aqui de nós tem da casa. Tá bom. A minha vi. Pronto. Tá aí. Hiện tại là nhà mình chưa có cái tự đồ tưới nhá. Nên là tạm thời như này vừa mình lấp đất thì nó cũng khá là dày rồi, mình biết là nó sẽ xói.
De sal em baixo mais. Sim. Que é fruta saiu. Oi, gì eu cái xe nấu đa você paracetamol. Ah, esqueceu. Tá bom. Amanhã? Sim, amanhã. Công việc của mình là lên tạm thời 4 luống. Thì 4 luống bây giờ đã xong và mình đã gieo hạt. Đã gieo 3 loại rau giống. Cà rốt, hành, cà chua. Cà rốt thì mình mới gieo tạm ít chỗ này thôi. Nhưng mà tí mình sẽ bỏ 3 cái lấp nha. Còn giờ mình xin phép cho mình kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Aqui ainda fecha a terra. Assim ainda. Nem vai sujar.